Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác. Trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu đó là một bộ ba. Với bộ ba bàn trưng bày đồ này ạ, chất liệu nào vũ mục hay còn gọi là vũ mật. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Đầu tiên với chiếc bàn ạ, em đo tổng chiều dài là 115 cm, sâu là 42 cm và bán cao là 81 cm. Em đến gần để em quay chi tiết. Xem với tất cả những phần liễu đều được trục chạm những đường nét ạ, hoa là tây. Dưới này được trục chạm những con lồng hóa nha các bác. Những trụ chân ạ, gỗ liền nặng dày dặn chắc chắn. Với chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau, mặt sau cũng được đục chạm đúng như mặt trước. Và nên đến mặt bàn ạ, các bác xem ạ, với lòng vải bên trong đây là lòng ván điền, vần gỗ vẫn rất là đẹp nha các bác, vẫn không chê vào đâu được. Và tiếp theo thì với đôi đô này em đo thông số, với đường kính mặt em đo 38 cm, cao là 90 cm. Em quay chi tiết cho các bác ạ. Chiếc đôn cũng được đục chạm ạ, tứ diện bốn mặt như nhau. Với những đường nét đục chạm ạ, bên trên lại đục chạm những đường nét hoa là tây, dưới là những con lồng hóa, những trụ chân gỗ nguyên khối ạ, liền nạc dày dặn chắc chắn. Và nên đến mặt đôn ạ, với tất cả lòng ván bên trong của bộ ba này đều ván liền hết ạ. Với chất gỗ và vân gỗ không chê vào đâu được nhà các bác. Chất gỗ này em bao đẹp, lành nặng, liền nạc, không có nứt nẻ cong vênh gì. Và khi các bác kê vào bộ ba bàn tàu trưng bày đồ này ạ, thì vào không gian phòng khách để các bác có thể trưng bày ạ, đồ sứ, đồ tượng và có thể trưng bày những giỏ hoa theo sở thích. Và với bộ ba bàn tàu này em báo giá giao lưu giá là 10 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, sang bên đây em có một chiếc hộp chè. Với chiếc hộp đựng chè này chất liệu nào gỗ chắc, em đo thông số ạ. Cao em đo 21 cm và đường kính mặt là 12 cm. Em quay chi tiết ạ, với chiếc hộp chè chất liệu là gỗ chắc ta. Và được khảm ốc xà cừ ạ, chất ốc 7M phối màu ạ. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Chiếc hộp chè được khảm tứ quý nha các bác. Với những khóa nắp ạ, cơ sở nắp khóa vít đồng nha các bác. Đây là bên trong ạ. Và nên đến trên mặt ạ, bên trên ạ được khảm những cây sen, những bông sen nha các bác. Với chất gỗ ạ, và vân gỗ rất là đẹp ạ, chất gỗ đỏ đen. Và em báo giá giao lưu với chiếc hộp chè gỗ chắc này, giá là 2.200.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo em có một ông cụ di nạc bác, cây gậy như ý. Với ông cụ di nạc này chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Tổng chiều cao em đo 27 cm, ngang là 25 cm. Em quay chi tiết ạ. Với chân đế thì không phải gỗ chắc nha các bác, và bức tượng ông cụ di nạc nũa tự nhiên ạ, là gỗ nguyên một khối. Em quay chi tiết ạ, nên mà sau nha các bác. Với cụ di nạc vác cây gậy như ý ạ, dành cho bác thích sưu tầm, hàng độc nạn, vừa chơi vừa trưng bày ạ. Gương mặt cụ cười rất là tươi ạ, cụ cười rất là hoan hỉ. Với nguyên liệu là gỗ chắc ta, với chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm. Và em báo giá giao lưu với ông cụ di nạc vác cây gậy như ý này, giá chỉ có 1 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo ạ, là xuống dưới bên đây thì em có một siêu phẩm đến thời điểm hiện tại ạ, chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Đó là một bộ bàn trà gỗ chắc cũ ạ. Bộ gồm có 7 món, gồm có 6 đôn và một bàn. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Đường kính mặt bàn em đo 90 cm. Cao là 75 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ.
với tất cả phần rượu ạ, đều được đục chạm rơi ngậm kim tiền. Hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công bằng tay ạ. Chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Chất gỗ thì không chê vào đâu được ạ, liền lạc dày dặn chắc chắn. Ở đây là phía dưới ạ, gồm có những trụ chân ạ, đều được đục chạm. Dưới này có một chiếc sàn để các bác có thể đựng đồ tiện nghi thoải mái. Và nên đến mặt bàn ạ. Với chính nòng bàn ở đây ạ, là một viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi ạ, đá tròi nhà các bác. Vân đá hàng đã qua thời gian 5 tháng và chất đá rất là già nhà các bác. Ở bên ngoài đây ạ. Với chất gỗ ạ, hàng đã qua thời gian 5 tháng ạ, thì các bác có nhu cầu giao lưu là cơ sở em sẽ làm móng và xi sắt nặng. Tiếp theo thì với 6 chiếc đôn thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái. Đường kính mặt đôn em đo là 36 cm, cao là 40 cm. Em quay chi tiết ạ, với phần liễu là được đục chạm ạ. Xem những đồng tiền, những đường nét đục chạm. Với chiếc đôn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Chất gỗ ạ, liền lạc dày dặn chắc chắn, vẫn không chê vào đâu được nhà các bác. Hàng rất là nặng luôn ạ. Đây là mặt sau ạ. À, nên đến mặt đôn ạ, với tất cả lòng đôn bên trong ạ, đều là những viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi. Em quay chi tiết ạ, với những chiếc đôn còn lại để các bác có thể là xem nắm được kỹ hơn. Và với bộ bàn trà gỗ chắc này ạ, các bác kê rất là phù hợp với những không gian vừa và nhỏ. Các bác có thể làm thành một bộ bàn ăn hay là một bộ bàn trà theo sở thích. Và em cũng báo giá giao lưu ạ, với bộ bàn trà gỗ chắc cũ này giá là 35 triệu thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, sang bên đây thì em có một bức tranh tùng hạt chất liệu là gỗ chắc ta. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh này có tổng chiều ngang là 150 cm, cao là 51 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với bức tranh ạ, tùng hạt chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng hồng ở đây ạ, đó là ngà, thân là gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc xà cừ. Tất cả những nguyên liệu là tự nhiên quý hiếm. Những đường nét đã cắt tỉa tỉ mỉ thủ công ạ và được phối màu ạ, rất là đẹp nhờ các bác. Những bông sen ạ, nụ sen, những lá sen được cắt tỉa và phối màu không chê vào đâu được. Với bức tranh tùng hạt gỗ chắc này ạ, với lòng ván bên trong đây là lòng ván liền. Các bác biết là nguyên liệu nào gỗ chắc ạ, kiếm được tấm lá vừa to vừa dài mà vân đẹp như thế này thì cực kỳ là khó và quý hiếm rồi. Bên ngoài khung ạ, đều được khảm ốc nha các bác. Chất gỗ ạ, rất là đẹp luôn ạ, liền nhạc, dày dặn chắc chắn. Và với bức tranh tùng hạt gỗ chắc này em báo giá giao lưu giá là 22 triệu thì em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo ạ, bên trên ạ, em có một bức tranh đồng quê. Bức tranh đồng quê có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với bức tranh có tổng chiều ngang là 217 cm, cao là 107 cm. Em mà đến gần vậy em quay chi tiết ạ. Bức tranh đồng quê chất liệu nào gỗ vụ, miền Nam còn gọi là gỗ mật nhà các bác. Được khảm ốc xà cừ ạ, với chất ốc 7 màu phối màu ạ. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Ở chính giữa được khảm ạ, cây đa đình nàng sang bên đây ạ. Các bác nông dân ạ, đi chăn trâu, những em bé chăn trâu thổ sáo được cắt tỉa và phối màu ạ, cực kỳ là có hồn. Ở sang bên đây ạ, những bác tiêu phu đi gánh củi, những em bé chăn trâu thổ sáo. Và ra đến ngoài khung ạ, tất cả các liềm ngoài khung đều được đục chạm và được khảm ốc. Với chất gỗ này em bao đẹp ạ, liền lạc dày dặn chắc chắn.
và với bức tranh đồng quê em của bà giá ra lưu, giá là 17 triệu, nhà em mang miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Tiếp theo ạ, xuống dưới bên đây ạ, thì em có một bộ trường song tiện. Với bộ trường song tiện này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam còn gọi là gõ mật nha các bác. Bộ gồm 3 món, gồm có 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Với tổng chiều dài em đo 137 cm, ngang là 59 cm. Em đến gần để em quay chi tiết ạ. Tiến với chiếc bàn, với bộ trường song tiện chân móng ạ, phần tất cả phần rĩu đều được đục chạm. Với chân bàn là em đo khoảng 8 cm nha các bác, dày dặn chắc chắn, chất gỗ các bác xem ạ, liền nạc vần không chê vào đâu được. Để các xem với phần liễu được đục chạm cảnh chim hoa, gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn. Và phía dưới bàn có một chiếc sàn để các bác có thể được đồ tiện nghi thoải mái. Em quay chi tiết ạ, chiếc bàn hàng được chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Em quay lên đến mặt bàn ạ. Với nòng ván bên trong đây là nòng ván liền với chất gỗ này em bao đẹp, nành nặng liền nạc, vân vân rất là đẹp nha các bác. Tiếp theo với 2 chiếc ghế thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc ghế có tổng chiều dài là 187 cm, sâu 55 cm. Và ghế cao là 98 cm nha các bác. Đến gần này em quay đến phần tựa, phần chương trên cùng đây ạ. Các bác xem những đường nét ạ. Bên trên là những hình song tiện, và dưới ạ được đục chạm tỉ mỉ thủ công. Phần tay ạ đều tạo hình những hình song tiện. Và đây ạ, với nòng ván bên trong ạ là nòng ván liền, vần vần rất là đẹp nha các bác. Với bộ trường song tiện chân móng này ạ, là hàng hoàn thiện ạ, màu cánh gián này các bác, trời nguyên vân luôn ạ. Ở đây sang bên phần tay nha các bác, đây ạ, bên trên tay được tạo hình những hình song tiện, dưới đều được đục chạm. Với tất cả phần chân ghế thì em đo vào khoảng 7 cm, dày dặn chắc chắn. Em quay ra mặt sau ạ. Với chiếc ghế hàng đục chạm ạ, tứ diện, bốn mặt, và mặt sau cũng được đục chạm đúng như mặt trước. Các bác xem và có thể cảm nhận được ạ, hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công. Phần liễu ạ, mặt sau đấy ạ, mặt sau được đục chạm đúng như mặt trước, liễu được đục chạm cảnh chim hoa. Với chất gỗ ạ, em bao đẹp, nành nặng, liền nạc. Vân gỗ rất là đẹp nhỉ các bác. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Khi các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể các bạn thì em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gửi chi tiết hơn cho các bác ạ về bộ trường song tiện chân móng này. Các bác xem ạ, với nòng ván bên trong là ván liền, cái vân gỗ là chơi nguyên vân nha các bác. Các bác xem ạ. Gỗ liền nạc dày dặn chắc chắn ạ, không có nước tẻ cong vênh gì. Mấy em báo giá giao lưu ạ, với bộ trường song tiện chân móng này giá chỉ có 26 triệu, nên em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo ạ, trong đây thì em có một bức tượng song mã. Bức tượng song mã này chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với tổng chiều cao ạ, em đo là 52 cm, ngang là 18 cm nha các bác. Em quay chi tiết ạ, bức tượng song mã chất liệu là gỗ chắc ta, hàng được đục chạm tỉ mỉ thủ công ạ, kinh bóng sắc nét, với chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm ạ. Các xem ạ, chất gỗ đỏ đen ạ, vân không chê vào đâu được nhỉ các bác. Tự song mã này ạ, một siêu phẩm VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em quay chi tiết ạ, để các bác xem. Đây là mặt sau ạ.
chất gỗ tự nhiên ạ, chất đỏ đen, những đường nét đục chạm ạ, rất là tinh tế và chắc chảo, hàng đục chạm kinh bông ạ, tỉ mỉ thủ công. Và với bức tượng gỗ chắc này, đục chạm đôi song mã này, em báo giá giá chỉ có 3.200.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, sang bên đây em có một ông cụ di nạc đứng dưới gốc cây tùng. Ông cụ di nạc này có chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với phần chân thì không phải là gỗ chắc ạ, em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng ạ, em đo vào khoảng 70 cm. Chiều cao của tượng là 52 cm và chiều ngang là chiều ngang rộng nhất ở đây em đo là 43 cm. Em quay chi tiết ạ, với phần trên ạ, những tán ạ, cây tùng ạ, được đục chạm tỉ mỉ thủ công ạ, sắc nét chất gỗ đỏ đen nha các bác. Dạ, gương mặt cụ cười rất là tươi ạ, một tay cụ vác một cây gậy như ý ạ, một tay ạ cụ cầm ạ, đây là một cây sâm nha các bác, cụ đứng dưới ạ, rất là nhiều đồng tiền. Với kích thước ạ, là tổng chiều cao là từ chân đế mà lên đến đỉnh là 70 cm, các bác có thể vừa chơi vừa trưng bày ạ, phù hợp với mọi không gian. Và khi giang lưu ạ, các bác có nhu cầu giang lưu là tôi sẽ làm bóng ạ, si sáp lại trước khi ra đến tận nơi cho các bác. Và với ông cụ di nạc đứng dưới gốc cây tùng này, em báo giá giao lưu giá là 4.800.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Sản phẩm cuối cùng ạ, là em có một chiếc chanh đĩa thuận buồm xuôi gió. Chiếc chanh đĩa này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, để em đo thông số. Với đường kính thì em đo là 39 cm, cao là 45 cm nha các bác. Em quay chi tiết ạ, chiếc chanh đĩa thuộc buồng xuôi gió này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật và được thảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu ạ, hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Chiếc chanh đĩa là gỗ đằng nguyên một khối ạ, liền nạc dày dặn, bên ngoài cũng được khảm ạ, những đường nét được cắt tỉa ạ, tỉ mỉ thủ công, với phần giá đều được thảm ốc ạ, giá gỗ luôn nha các bác. Với chiếc chanh đĩa thuận buồm xuôi gió này ạ, đấy, các bác có vừa chơi ạ, vừa trưng bày và cũng có thể làm quà biếu ạ, thì rất là ý nghĩa. Thế em báo giá giao lưu với chiếc chanh đĩa này, giá chỉ có 2.800.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Thì các bác xem video mà thấy hay thì đẹp, có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là những video mới để giới thiệu đến các bác những sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video mà thấy hay, mà chưa rõ chưa kỹ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115, em có thể rảnh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.